Bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em. Thì hôm nay bên em xin test và giới thiệu đến tất cả mọi người chiếc động cơ cooler CH440 14 ngựa. Động cơ cooler Mỹ nha quý khách hàng. Hàng chạy cực kỳ ngon luôn. Dòng động cơ này thì nó hơn dòng động cơ Honda GX390 nha. 390 chỉ 13 ngựa. Như dòng CH440 của cooler này tận 14 ngựa lần quý khách hàng. Chiếc này thì bên em đã kiểm tra mọi cái rồi, chức năng chạy ok nha, ngon lành nha. Máy bao zin chạy bao êm như quý khách hàng luôn. Chiếc này thì bên em sẽ giao đi Bình Thuận nha. Em còn một chiếc cooler CH440 nữa. Quý khách hàng nào có nhu cầu về dòng động cơ cooler mã máy CH440 liên hệ em nha. Đây, bỏ cái này đi. Mã máy CH440 này, liên hệ em nha. Theo số hotline 0966421739. Zalo bên em giao hàng toàn quốc nha. Sau đây em sẽ quay lại chi tiết cái chiếc động cơ cooler CH440 gửi đến quý khách hàng. Chiếc này em tháo ở trên dàn phát điện xuống nha quý khách hàng. Máy chạy cực kỳ ngon luôn. Lốc máy trắng tinh này. Đấy. Lốc máy trắng tinh luôn. Cốt này là cốt phát điện. Máy chạy cực kỳ ngon luôn. Gang ti cực kỳ nhuyễn. Đây, lốc máy này mới cứng luôn. 14 ngựa nha quý khách hàng. CH440 14 ngựa cooler. Động cơ xăng một máy. Đấy. Rất đẹp luôn. Xăng con. Quý khách hàng có nhu cầu về các dòng động cơ xăng một máy, hai máy liên hệ em nha. Và nói luôn là dòng động cơ cooler này thì quý khách hàng đã được biết rồi, chất lượng của nó cực kỳ ngon luôn. Đấy. Rất bao phê luôn. Dòng này 14 ngựa, lớn hơn Honda GX 390, 390 mới 13 ngựa đây quý khách hàng. Nhưng dòng này 14 ngựa nha. Chạy cực kỳ ngon. Bên em thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng máy móc cũ đã qua sử dụng, trong đó có máy phát điện nha. Bên em thu mua toàn quốc luôn. Quý khách hàng mà có máy móc mà không nhu cầu sử dụng nữa thì bán lại bên em. Vừa rồi thì em test và giới thiệu tất cả mọi người chiếc động cơ cooler CH440 14 ngựa. Em còn một chiếc nữa. Quý khách hàng nào có nhu cầu liên hệ em. Đấy. Giao toàn quốc luôn nha. Chiếc này bên em đã bán đi Bình Thuận nha. Bảo hành và hỗ trợ quý khách hàng trong quá trình sử dụng nha. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em, like, chia sẻ, ủng hộ bên em. Xin chào và gặp lại ạ.